Chào mừng quý vị đã đến với phần cuối cùng của bản tin trong nước. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa một số dự án xây dựng hạ tầng của thành phố vào danh mục vay vốn của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB từ năm 2015 đến năm 2017 với tổng vốn vay lên đến hơn 1,2 tỷ đô la Mỹ. Cụ thể, với các dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị, thành phố đề nghị vay 300 triệu đô la Mỹ cho xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành Tham Lương, 50 triệu đô la Mỹ phát triển bền vững toàn tuyến metro số 5 và 200 triệu đô la Mỹ cho dự án xây dựng nhà ga trung tâm Bến Thành. Đối với các tuyến đường bộ, thành phố đề xuất vay ADB 260 triệu đô la Mỹ để xây dựng hoàn thiện và khép kín tuyến đường vành đai 2. Với các dự án về cải thiện môi trường, thành phố đề xuất vay 61 triệu đô la để xây dựng nhà máy xử lý bùn từ các nhà máy xử lý nước thải tại thành phố. Vay cho các dự án giảm thất thoát nước, sửa chữa tuyến ống nước sạch và phát triển mạng lưới cấp nước cho toàn thành phố với tổng số vốn khoảng 335 triệu đô la Mỹ. Ước tính mỗi năm, nhu cầu về vốn để xây dựng hạ tầng tại thành phố Hồ Chí Minh lên đến 3 đến 4 tỷ đô la Mỹ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có văn bản gửi các tỉnh thành trong cả nước cảnh báo việc nuôi tôm thẻ chân trắng trong vùng nước ngọt. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, việc nuôi loại tôm này có tác động rất lớn đối với môi trường và đa dạng sinh học, đặc biệt ảnh hưởng đến sự sụp lún đất trong khu vực, gây mặn hóa vùng nuôi, ô nhiễm nước ngầm, về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến diện tích trồng lúa và cây trồng khác xung quanh. Ngoài ra, tôm thẻ chân trắng nuôi ở vùng nước ngọt có năng suất và chất lượng thấp hơn so với nuôi ở vùng nước lợ và dễ phát sinh nhiều dịch bệnh như là hội chứng chết sớm, bệnh gan thận mũ, v.v. Bộ đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, đối với những trường hợp đã nuôi thả thì sau khi thu hoạch không để nuôi thả trở lại, không để phát sinh thêm trường hợp nuôi mới. Cảnh báo trên của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đưa ra trước tình trạng nông dân một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tự phát dẫn nước mặn vào ruộng để nuôi tôm thẻ chân trắng, do giá tôm thẻ chân trắng trong thời gian gần đây luôn cao hơn giá tôm sú, trong khi chỉ cần nuôi khoảng 2 tháng là đã có thể thu hoạch được. Thưa quý vị, mặc dù phải đến 21 tháng 6 thì giá bán lẻ của 25 mặt hàng sữa mới phải điều chỉnh giảm theo quyết định áp giá trần của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, nhiều siêu thị đã thực hiện giảm giá sớm các mặt hàng này. Đại diện Sài Gòn Co-op cho biết từ ngày 3 tháng 6 sẽ thực hiện đăng ký và áp dụng giá bán lẻ mới cho 12 sản phẩm sữa trên toàn hệ thống siêu thị Co-op Mart, cửa hàng Co-op Food, đại siêu thị Co-op Extra. Trong số này có 5 sản phẩm của Abbott, 2 sản phẩm sữa của Nestle, 5 sản phẩm của Mead Johnson, mức giảm giá trung bình từ 38.000 đến 205.000 đồng một hộp. Sài Gòn Co-op cho biết mức giảm giá này bằng đúng mức giảm giá mà nhà cung cấp áp dụng tại các hệ thống bán lẻ của Sài Gòn Co-op. Ngoài ra, siêu thị cũng đang đàm phán với hai nhà cung cấp còn lại là Dutch Lady và Vinamilk để đưa ra mức giá thấp nhất cho người tiêu dùng trong thời gian sớm nhất. Đại diện hệ thống siêu thị Maximart cho biết, điều chỉnh giá bán của tất cả loại sữa trong hệ thống siêu thị từ ngày 2 tháng 6 trừ Vinamilk. Hệ thống siêu thị Big C cũng cho biết áp dụng giá mới cho các sản phẩm của Abbott, Nestle từ ngày 3 tháng 6. Với các sản phẩm còn lại trong danh sách áp giá trần theo quy định của Bộ Tài chính, Big C đang làm việc với nhà cung cấp để triển khai. Ghi nhận trên thị trường tại một số cửa hàng đại lý bán lẻ, mặc dù chưa đến thời điểm áp giá trần, giá một số sản phẩm của Abbott, Richland Campina, Mead Johnson cũng đã được điều chỉnh giảm. Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố trong năm nay, sở này sẽ tiếp tục duy trì hội chợ xúc tiến tiêu dùng vào dịp Tết Dương lịch. Như vậy, cùng với chương trình hội chợ khuyến mãi vào tháng 9 là hai chương trình trọng điểm về xúc tiến thương mại của thành phố. Trong bối cảnh sức mua giảm, việc gia tăng các chương trình khuyến mãi có hấp dẫn đối với người tiêu dùng. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với ông Hoàng Thọ Vượng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp thuộc Sở Công Thương, trưởng ban tổ chức chương trình hội chợ khuyến mãi thành phố xung quanh vấn đề này. Thưa ông, thì theo như thông tin vừa được Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ Doanh nghiệp Công nghiệp công bố, thì trong năm nay thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục duy trì cái hội chợ xúc tiến thương mại cùng với hội chợ khuyến mãi mà chúng ta đã có trước đó thành hai cái sự kiện lớn của cái chương trình xúc tiến thương mại của thành phố. Thì đầu tiên thì ông có thể cho tôi biết là cái chương trình năm nay nó có cái đặc điểm gì nó khác biệt so với những cái chương trình năm trước hay không ạ? Điểm mới nó nằm ở cái chỗ là thứ nhất là mình xây dựng cái chương trình cái khu trưng bày hàng gian hàng giả mà trong đây sẽ triển khai rộng hơn là có sự đóng góp của các doanh nghiệp. Thì ngoài ra thì trong cái chương trình chúng tôi cũng sẽ phát động thêm cái điểm vàng khuyến mãi. Thì cái điểm vàng khuyến mãi này là thật sự để mà nhấn mạnh rằng là các doanh nghiệp nào có nhiều sản phẩm, nhiều cái dịch vụ tham gia cái chương trình của tháng khuyến mãi thì sẽ được gắn một cái bảng gọi là cái điểm vàng khuyến mãi để mà
mà giúp cho cái người tiêu dùng nhận biết. Hội chợ lần này lại được công bố trong cái bối cảnh là cái sức mua từ đầu năm đến nay không có nhiều chuyển biến. Cụ thể là cái chỉ số giá tiêu dùng đến tận tháng 5 này thì cũng chỉ tăng chưa đầy 2% so với cái thời điểm hồi đầu năm. Thì liệu việc này nó có ảnh hưởng đến cái kỳ vọng của các cái doanh nghiệp dành cho cái chương trình xúc tiến thương mại hay không ạ? Thì thực ra thì bản thân cái việc đánh giá về sức mua của thị trường thì cũng phải là thông qua các cái tín hiệu mà do doanh nghiệp họ nhận biết được. Thì khi mà công bố chương trình ra thì tới thời điểm này thì bản thân hai chương trình, thì trong đó chương trình tháng khuyến mãi thì đã nhận được cái sự đăng ký của đông đảo của rất là nhiều doanh nghiệp. Thì hiện nay tới thời điểm này đã có hơn 160 doanh nghiệp đã đăng ký tham dự cái chương đăng ký gian để mà tham dự cái chương trình này. Thì tôi nghĩ rằng là từ đây đến đối với hội chợ tháng khuyến mãi thì từ đây đến khi tổ chức thì còn khoảng là gần 4 tháng, thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà các doanh nghiệp tham dự vào cái hội chợ chúng tôi sẽ đạt cái yêu cầu của người đề ra. Thông qua cái việc mà gọi là doanh nghiệp đăng ký tham dự đông như vậy thì chúng tôi đánh giá rằng là doanh nghiệp cũng kỳ vọng là sức mua vào những cái thời điểm đó sẽ tăng. Trong cái bối cảnh mà cái sức mua giảm thì ta có thể thấy là các cái nhà sản xuất cũng như là các cái đơn vị phân phối họ đang cố gắng đẩy nhanh rất là nhiều cái chương trình khuyến mại. Gần như là mọi thời điểm thì người tiêu dùng đều thấy nhan nhản những cái biển quảng cáo về khuyến mãi giảm giá. Thì liệu cái việc này nó có tạo nên cái hiệu ứng là người tiêu dùng họ đã lờn với những cái biển quảng cáo khuyến mại này rồi hay không? Và nó có thể là nó trở thành một cái yếu tố bất lợi đối với cái việc thu hút người tiêu dùng đến cái chương trình của mình hay không ạ? Thì thực ra vấn đề của chị đặt ra thì tôi nghĩ rằng là nó cũng sẽ ảnh hưởng một phần đến cái sức mua tại cái hội chợ. Nhưng thực ra là chính vì đó chúng tôi mới cần thiết rằng là có những cái giải pháp cho cái hội chợ sắp tới của chúng tôi. Thì thông qua cái giải pháp đó, thứ nhất là chúng tôi coi như là tăng cường xây dựng các cái chương trình giờ vàng thương hiệu để giúp cho doanh nghiệp quảng bá hình ảnh của mình. Bên cạnh đó thì cũng xây dựng cái chương trình là điểm vàng khuyến mãi. Chúng tôi cũng thông qua đó chúng tôi sẽ xác nhận là doanh nghiệp nào có những khuyến mãi thực sự và có cái sự khuyến mãi tương đối lớn. Bên cạnh đó thì tôi cũng nghĩ rằng là đối với sự kiện tháng khuyến mãi hay hội chợ khuyến mãi thì cái sự kiện này nó thu hút người dân ở chỗ là các cái vấn đề. Thứ nhất là đồng loạt khuyến mãi trên toàn thành địa bàn thành phố. Và thứ hai là cái sự kiện hội chợ khuyến mãi chúng tôi cũng là tập trung các cái đơn vị khuyến mãi về một nơi để giúp cho người tiêu dùng tới và có những sự lựa chọn so sánh. Còn nếu mà thực ra khi mà đối với một cái mặt hàng, nhưng mà nếu mà doanh nghiệp họ khuyến mãi á, mà họ không có, mà người dân không có sự so sánh thì người ta cũng không biết rằng là cái sự khuyến mãi đó có thật sự là có hay không. Dạ vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Thông tin vừa rồi cũng vừa khép lại phần tin trong nước, tiếp theo sau sẽ là phần tin thế giới.